Em đang thấy anh có dán cái bảng nè, là bảng này là như thế nào anh nhỉ? Tất cả những cuốn xe mà em dán ở trên mũ bảo hiểm á, là em chụp phiếu hết, là khi mà các khách lên xe á, họ xem tờ giấy em dán cái mũ, họ sẽ đỡ ngại hơn à. Nếu em có miễn phí cuốn xe đó à. Tất cả bạn bè của em hay là tất cả những khách mà em chở đi Grab à, tất cả họ đều rất là vui khi mà đập cái tờ giấy của em ghi sau nón bảo hiểm à. Và họ cũng có hỏi em rất là nhiều à. cũng tiền có đủ dùng không mà sao làm việc như thế này? Em nói là tiền vẫn đủ trong cái khả năng của em thôi, còn làm việc tốt thì không cần phải tiền nhiều hay ít gì vẫn làm được. Trong thời gian qua em chạy Grab á, lúc mà em chở một bé từ đi khám bệnh viện mới về à, lúc đó là em chở mẹ và bé à, cái bụng của bé thở á, nó áp vào lưng của em á, em cảm nhận được là bé thở rất là gấp, rất là mệt. Thì đó nó là bé bị thận à. Em nghe mẹ bé nói xong á, em ngồi trên xe mà em khóc luôn mà. Em cũng không có giúp được gì. Thôi thì cuốc xe đó em chở miễn phí thôi. Đó là trong cái khả năng tâm sức giúp đỡ của em thôi ạ. Em có thể chở họ miễn phí được. Tiền xăng á thì bình thường với em thôi ạ. Là công việc này cũng vất vả ha. Dạ, công việc này cũng không có bất vả mấy ạ. Có nhiều người cũng khổ hơn mình nữa ạ. Em còn chạy xe, còn kiếm ra tiền đúng không ạ? Khi em dán tờ giấy này, có rất nhiều người đi xem á, là bo và tiếp cho em ạ. Sau một tháng ạ, em sẽ dùng hết tất cả số tiền lại mà em mà khách để bo cho em chị ạ. Còn nếu nó không đủ thì em dùng qua tuần sau nữa chứ không phải tháng nào cũng đủ hết ạ. Thường thì em phát một lần là 40 phần cơm ạ. Và trong đó có kèm nước mà. Giờ là em còn chọn cái khung giờ tối ạ. Tầm 8 giờ cho đến 10 giờ ạ. Em học được cũng nhiều thứ lắm ạ. Kiểu làm điều tốt, sống thiện. Em sẽ làm suốt cái công việc này cho đến khi em về Phú Yên ạ. Nếu em có tiền thì em sẽ đi phát cơm thôi ạ. Những việc em làm mà chỉ những việc nhỏ thôi ạ. Nhưng Bác Hồ có nói á, việc nhỏ, con người nhỏ làm việc nhỏ theo sức của mình mà. Những việc em làm mà trong đủ khả năng của em thôi ạ.